Hoái và Vũ Hoàng kính chào quý khán thính giả với chương trình truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Chúng tôi xin mở đầu bản tin tối thứ tư ngày 5 tháng 9 với một số tin tức đáng chú ý. Đất nổ và rung chuyển do dư chấn động đất ở Quảng Nam khiến người dân hoảng loạn. Ông Dương Trí Dũng, nguyên tổng giám đốc Vinalight bị Interpol bắt giải giao cho Việt Nam. Kính thưa quý khán thính giả, đất nổ và rung chuyển lại tiếp tục xảy ra vào đêm thứ ba, rạng sáng thứ tư, ngày 5 tháng 9 tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, khiến người dân địa phương hoảng loạn. Báo Tuổi Trẻ Online hôm nay cho biết, vụ động đất cũng được cảm nhận tại các huyện lân cận là Nam Trà My, Tiên Phước, Hiệp Đức, và đây là điều chưa từng xảy ra trước đây. Nhắc lại, vào khoảng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 tối ngày 3 tháng 9, tại khu vực huyện Bắc Trà My đã xảy ra liên tiếp 5 vụ rung chấn kèm theo những tiếng nổ lớn. Trong đó, trận có dư chấn mạnh nhất xảy ra vào lúc 8 giờ 47 phút với cường độ là 4,2 độ Richter. Các trận động đất còn lại đều có cường độ nhỏ hơn 2 độ Richter. Các vụ động đất này đều xảy ra gần khu vực hồ thủy điện Sông Tranh 2. Một số chuyên gia cho rằng chuỗi động đất này là do kích thích kết quả của quá trình tích nước tại hồ thủy điện Sông Tranh 2. Trong khi đó, thì một số ý kiến khác nhận định động đất là do kiến tạo địa chất, không liên quan đến yếu tố kỹ thuật thủy điện Sông Tranh. Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm thuộc Bộ Công an hôm nay cho biết đã bắt được nghi can Dương Trí Dũng, 55 tuổi, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Vinalines. Ông Dương Trí Dũng bị khởi tố về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Nguồn tin không nói chính xác ông bị bắt tại nước nào và chỉ ghi nhận ông Dũng bị bắt tại một nước Đông Nam Á và được dẫn độ về nước với sự giúp đỡ của cảnh sát quốc tế Interpol. Trước đó, được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt giam đối với ông Dương Trí Dũng vào ngày 17 tháng 5 năm 2012, nhưng ông này đã bỏ trốn. Vinalines là một tổng công ty nhà nước chuyên về vận tải biển. Hiện công ty này có món nợ hơn 1 tỷ đô la không trả. Vào tháng 5 vừa qua, Công an cũng đã bắt giữ hai lãnh đạo khác của công ty này là ông Mai Văn Phục và Trần Huy Chiếu. Những người này cùng với ông Dương Trí Dũng bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm trước khoản lỗ do mua hơn 70 tàu nước ngoài đã cũ hỏng, khiến chi phí sửa chữa và duy trì tăng cao. Quay sang mối quan hệ Mỹ-Hoa và tình hình Biển Đông. Thưa quý vị, vẫn chưa giải quyết được những bất đồng, nhưng không làm cho tình hình trở nên căng thẳng hơn là điều mà hai chính phủ Hoa Kỳ và Trung Quốc thể hiện trong cuộc họp báo mới kết thúc hồi chiều nay tại Bắc Kinh, sau cuộc thảo luận giữa Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và Ngoại trưởng Trung Quốc ông Dương Khiết Trì. Trước hết là về căng thẳng đang xảy ra ở vùng Biển Đông, Ngoại trưởng Trung Quốc đảm bảo tự do hàng hải và sẵn sàng để tiến đến việc hình thành một bộ quy tắc ứng xử. Tuy nhiên, người lãnh đạo ngành ngoại giao của Hoa Lục cũng nhắc lại rằng Trung Quốc có vô số chứng cứ lịch sử và pháp lý để chứng minh chủ quyền của họ trên vùng biển đang tranh chấp với một số nước trong khu vực. Về phần mình, Ngoại trưởng Hillary Clinton lên tiếng nhắc lại rằng việc Hoa Kỳ tăng cường sự hiện diện quân sự và thế lực chính trị ở châu Á-Thái Bình Dương không nhằm mục đích ngăn chặn Trung Quốc. Bà bảo rằng Tổng thống Obama và bà đã nhiều lần nói là Hoa Kỳ chào đón một nước Trung Hoa vững mạnh, phát triển và hòa bình. Phát biểu này được bà Ngoại trưởng Mỹ đưa ra trong khi bài bình luận đăng tải trên tờ Nhân dân, tiếng nói của Đảng và Nhà nước Trung Quốc viết rằng Hoa Kỳ đang tìm cách lôi kéo những nước trong khu vực và gọi sách lược đó là điều sai lầm của nước Mỹ. Bài bình luận còn viết rằng đã đến lúc Washington phải thể hiện đúng câu, lời nói phải đi đôi với việc làm. Trong chuyến thăm Trung Quốc lần này, bà Ngoại trưởng Mỹ cũng có cuộc gặp với Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Ôn Gia Bảo của Trung Quốc. Phát biểu mở đầu buổi thảo luận, Thủ tướng Trung Quốc nói rằng Hoa Kỳ phải tôn trọng chủ quyền và lãnh thổ của Hoa Lục, tôn trọng những quyền lợi cốt lõi của cảm nghĩ của người dân Hoa Lục. Tuy nhiên, buổi gặp gỡ giữa bà và người cuối năm nay sẽ là lãnh đạo Hoa Lục là ông Tập Cận Bình lại bất ngờ bị hủy bỏ. Ngay cả buổi gặp gỡ giữa ông Tập Cận Bình với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cũng bị hủy bỏ vào giờ chót. Khi được hỏi về vấn đề này, Ngoại trưởng Dương Khiết Trì cảnh báo giới truyền thông không nên đồn thổi tin thất thiệt về chuyện này. Một viên chức tháp tùng bà Clinton cho hay, phía Trung Quốc nói là ông Tập Cận Bình bận việc bất ngờ và sẽ có thư riêng cho bà Ngoại trưởng Mỹ. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Hoa Ái và Vũ Hoàng xin kính chào tạm biệt.